tại sao NFT The Merge lại được bán với giá cả 100 triệu đô, hay NFT những chú khỉ ký quốc như này lại bán với giá cả 1 triệu đô, hoặc thậm chí là một chàng thanh niên người Malaysia cũng kiếm được bội tiền nhờ việc biến những bức hình selfie của mình trở thành NFT. Hẳn là với những người đã tham gia thị trường crypto cũng như thị trường tiền mã hóa thì đã không xa lạ gì với ba chữ NFT. Tuy nhiên, liệu mọi người đã biết rõ bản chất của NFT cũng như là tiềm năng phát triển của nó ở trong tương lai dài hạn hay không? Mọi người có nghĩ đây chỉ là một trò bơm thổi giá, một trò chơi của giới nhà giàu hay là một công nghệ của tương lai? Liệu mọi người có biết tại sao các ông lớn lại tham vọng bước chân vào lĩnh vực này hay không? Hôm nay hãy cùng Irene đi tìm hiểu về bản chất cũng như là tiềm năng phát triển của NFT nhé. Ok, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa của NFT. NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, có nghĩa là những token không thể thay thế được. Để hiểu đơn giản thì chúng ta hãy cùng tưởng tượng hai ví dụ sau nhé. Ở ví dụ đầu tiên thì hãy tưởng tượng là bạn bước chân vào một cửa hàng điện thoại. Bạn hỏi mua một chiếc iPhone 14 Pro Max mới và hiện đại bởi vì bạn cảm thấy nó hợp thời và những cái tính năng của nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Tuy nhiên sau đó 5 đến 6 năm chẳng hạn thì Apple ra mắt iPhone 20 và bạn cảm thấy là bạn không còn thích cái iPhone hiện tại của bạn nữa và bạn muốn đổi đời cho nó và bạn dễ dàng bán lại hay là lên đời cho chiếc điện thoại của mình. Còn ở ví dụ thứ hai thì vẫn là chiếc iPhone 14 Pro Max đó, nhưng là một kỷ vật, một kỷ niệm của một người thân quá cố tặng lại cho bạn. Chiếc điện thoại đó thì gắn liền với rất là nhiều kỷ niệm của bạn với người đó cũng như là kỷ niệm của riêng bạn mà bạn không thể nào tìm kiếm ở những cái chiếc điện thoại khác được. Vậy bạn còn dễ dàng bán lại chiếc điện thoại đó hay không? Cho dù chiếc điện thoại đó đã cũ rồi và không còn nhiều tính năng nữa thì liệu bạn có sẵn sàng cho đi những cái kỷ niệm đã có với chiếc điện thoại của mình hay không? Cùng là một chiếc điện thoại iPhone, tuy nhiên sự khác biệt ở đây chính là giá và giá trị. Có thể hiểu nôm na giá là những cái gì mà bạn bỏ ra để có thể có lại được món đồ, còn giá trị là thứ bạn sẽ nhận lại được từ cái món đồ đó. Và chiếc điện thoại trong câu chuyện thứ hai đã mang những giá trị về mặt kỷ niệm này, thời gian, sự gắn bó cũng như là tinh thần cực kỳ lớn. Vì vậy, nó chính là một non-fungible token, là một token không thể thay thế được. Còn chiếc điện thoại ở ví dụ thứ nhất chỉ là một chiếc điện thoại bình thường thôi và nó chính là một fungible token, tức là một cái token có thể thay thế được. Vậy làm như thế nào để một NFT có thể lưu lại được nhiều giá trị và không thể thay thế được? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về cấu tạo của NFT nhé. NFT được chạy trên hệ thống chuỗi khối hay còn gọi là blockchain, một cái sổ cái kỹ thuật số dùng để ghi lại các cái giao dịch một cách phân tán và được công khai ở trên blockchain. Chúng ta hãy nhìn qua một xíu về cấu tạo của một smart contract hay là một hợp đồng thông minh nhé. Ở trên là một chuỗi ngẫu nhiên gồm 256 ký tự và mỗi NFT cùng bộ sưu tập thì sẽ sở hữu các ký tự như thế này. Và mỗi NFT thì lại có những cái chuỗi ký tự khác nhau. Và qua cấu tạo như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được hai chuyện, chính là tính bảo mật và tính độc nhất của NFT. Ngoài ra NFT cũng có một số tính chất khác như là lưu trữ giá trị này, quyền sở hữu chứng minh được, độ khan hiếm và khả năng xác minh nhận dạng, và cuối cùng là tính độc quyền. Điều này thì sẽ giúp cho NFT có nhiều giá trị hơn, đồng thời là có nhiều tính ứng dụng hơn trong thực tế và đặc biệt là đưa Web3 về gần hơn với người dùng. Hiện nay chúng ta đang có một số các cái loại NFT như sau này. Đầu tiên là collectible, là các bộ sưu tập. Ở đây thì sẽ là các bức tranh, ảnh hay là các bức GIF kỹ thuật số. Thứ hai là art, nghệ thuật. Ở đây thì có thể là những cái bản nhạc này, những giai điệu hay là những cái video hay là thậm chí là cả một bộ phim. Thứ ba là game. Một trong những cái ứng dụng phổ biến nhất hiện nay của NFT đó chính là những cái NFT ở trong game. Ngoài ra NFT cũng được sử dụng trong DeFi, Metaverse cũng như là sử dụng với đa mục đích khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay, đó chính là tại sao NFT có giá trị. Thứ nhất là khả năng chứng nhận sở hữu tài sản. Dù mới ra đời nhưng mà NFT đã là đại diện tiêu biểu cho một cái hình thức tài sản mới gọi là Digital Native Assets, tức là tài sản định danh số. Đây sẽ là những cái tài sản số với hàm lượng công nghệ cao và được hình thành trên không gian mạng. Và NFT chính là những cái giấy chứng nhận sở hữu của những tài sản này. Hiểu một cách đơn giản là nếu xưa giờ ông cha ta coi trọng những cái tài sản cầm nắm được ví dụ như là vàng bạc hay ít nhất cũng phải là tiền giấy, thì trong thế hệ tương lai, những đứa trẻ mà đã được ôm smartphone hay là tiếp xúc với công nghệ từ sớm thì chúng sẽ coi trọng những cái tài sản số hóa. Khi đó thì có thể chúng sẽ coi Pokemon sẽ là những thú quý hiếm chứ không phải những con vật ở trong vườn bách thú thì sao. Thứ hai là một cộng đồng văn hóa. Văn hóa là thứ thu hút các cộng đồng gắn kết lại với nhau. Những giá trị về vật chất, xã hội hay là văn hóa thì sẽ thúc đẩy sự phát triển cộng đồng. Và mỗi giá trị văn hóa thì sẽ có ở một cái cộng đồng khác nhau. Các cộng đồng NFT được tạo ra với mục đích quản lý cũng như là thúc đẩy sự phát triển của những nền văn hóa trong mỗi bộ sưu tập NFT.
Thông qua sự nỗ lực cũng như là sáng tạo của mỗi thành viên ở trong cộng đồng thì nền văn hóa của cộng đồng đó lại được phát triển hơn. Mỗi thành viên của NFT chính là việc họ đang tham gia vào cộng đồng đó cũng như là trở thành một phần của nền văn hóa đó, đồng thời khẳng định cái tôi cũng như là những cái giá trị của bản thân họ. Một ví dụ điển hình về những cộng đồng văn hóa này chính là bộ sưu tập Bored Ape. Những người mua hay là sở hữu NFT của bộ sưu tập này thì đang mua một tấm vé để tham gia một cái câu lạc bộ với những giá trị nhất định và có thể tăng trưởng theo thời gian. Thứ ba, khả năng tạo ra nội dung và kiếm tiền. NFT thì giúp dễ dàng chứng minh quyền sở hữu của một tác phẩm cũng như là lịch sử giao dịch của tác phẩm đó, từ đó tạo ra lợi thế độc đáo của cả người sáng tạo cũng như là người sở hữu tác phẩm. Đặc biệt với các nghệ sĩ thì việc mint và bán các NFT các tác phẩm của mình chính là một cách rất tốt để họ có thể kiếm tiền cũng như là giao lưu với người hâm mộ. Một cải tiến đặc biệt hữu ích cho lĩnh vực âm nhạc, bởi vì theo một thống kê thì tổng doanh thu của các nghệ sĩ đạt được cho một bài hát chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng doanh thu của bài hát đó, có nghĩa là họ đã mất 70% cho các bên trung gian cũng như là các nhà phát hành lậu. Vì vậy việc mint và bán NFT sẽ giúp họ thu được một số lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần so với việc phát hành trực tuyến trên các kênh như là Spotify, và thậm chí là cũng có thể giúp cho họ kiếm được nhiều tiền hơn mà vẫn giữ được tính bản quyền của tác phẩm cũng như là vẫn giữ được khả năng lan truyền của tác phẩm và quyền sở hữu trí tuệ. Thứ tư là NFT gaming. Trong tương lai thì NFT sẽ thực sự có giá trị khi mà gắn liền với những cái tài sản trong một cái chỉnh thể tổ hợp hay là một nền kinh tế nhất định, và tài sản trong game chính là một cái phiên bản đầu tiên cho những cái tài sản có tính chất như vậy. Chúng ta có thể thấy là game NFT hay là những cái tài sản NFT trong game đã trở thành một trào lưu, một xu hướng bùng nổ dẫn dắt thị trường trong những cái năm 2020-2021 vừa qua. Với những giá trị cực kỳ lớn mà chúng ta vừa tìm hiểu như vậy thì liệu NFT có yếu điểm gì không? Ở thời điểm hiện tại thì giống như crypto, NFT vẫn ở trong giai đoạn cực kỳ sơ khai và thực sự là chưa có nhiều tính năng nổi trội. Tuy volume của thị trường đã có lúc đạt đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên khả năng adapt của thị trường chưa cao. Về mặt lý thuyết thì NFT vẫn là một thị trường có rủi ro cao và thanh khoản thấp. Và NFT thì có thể có giá bán siêu cao, nhưng với nhiều người thì giá trị sử dụng hay giá trị thực tế của NFT vẫn cực kỳ thấp, thậm chí là bằng không. Còn đối với những NFT được đài báo đăng, những NFT được bán với giá cao cả triệu đô hay là chục triệu, thậm chí trăm triệu đô, thì chúng tất nhiên là không có giá trị đối với những người dùng cơ bản như chúng ta. Tuy nhiên, chúng lại có giá trị với những cá voi, cá mập hay là cá heo ở trên thị trường, bởi vì đây chính là những phép thử của những nhà đầu tư lớn như thế này để họ xem là độ adapt của thị trường ra làm sao và đây có thực sự là một thị trường tiềm năng hay không. Tuy nhiên, với sự phát triển chóng mặt của công nghệ số, đi cùng theo đó là những tài sản kỹ thuật số, thì một khi có đủ cơ sở hạ tầng và sự tiếp nhận của thị trường thì NFT sẽ có thể mở ra những kho báu mà chúng ta sẽ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Và đó chính là những điều mình muốn nói cho các bạn về NFT cũng như những khả năng đặc biệt của nó. Các bạn nghĩ sao về NFT? Các bạn có muốn đầu tư về NFT hay không? Các bạn có muốn mình chỉ cho các bạn các cách kiếm tiền trong thế giới NFT? Hãy comment cảm nhận của mình ở phía bên dưới. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe cho Coi68TV. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye!